Xin chào tất cả các bạn nhé. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái MV ca nhạc do chính mình thể hiện bằng một chiếc điện thoại và một chiếc tai nghe rất là đơn giản. Trước khi vào hướng dẫn, mình sẽ cho các bạn xem một cái video mà mình vừa mới làm xong. Các bạn thông cảm là mình là người không có giọng hát, mình chỉ làm video chơi. Cho nên là các bạn xem, các bạn thông cảm. Mục đích là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái video tương tự như vậy. Nếu các bạn xem thấy hay, các bạn hãy làm theo cách hướng dẫn của mình. Pro và phần mềm KineMaster. Nếu như các bạn có bản thu âm cái ca khúc mình muốn làm video rồi thì chúng ta không cần Ikara này nữa. Còn nếu như chúng ta chưa có cái gì thì chúng ta hãy tải cái Ikara này để chúng ta hát, thu âm và chúng ta lưu lại. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thu âm cái phần mềm Ikara này. Thì chúng ta hãy vào Ikara, chúng ta cũng lên CH từ đây chúng ta tải nhé. Ta ấn vào. Thì cái phần mềm này nó có ứng dụng dọc màn hình thì chúng ta cứ để như này. Đó. Thì đây là cái giao diện chính. Thì nó có những cái ca khúc có sẵn đây. Thì còn nếu chúng ta muốn tìm kiếm, chúng ta ấn vào chỗ tìm kiếm này. Ví dụ như mình sẽ tìm kiếm một cái bài hát nào đấy, chúng ta viết chữ vào đây. Còn chúng ta muốn hát ca khúc nào thì chúng ta chỉ ấn vào bài đó. Rồi chúng ta sẽ thu đơn ca, chúng ta ấn vào. Cái này chúng ta bỏ qua. Chỉ cần ấn bắt đầu là nó sẽ khi chúng ta hát nó sẽ tự lưu lại. Cái này không tua được nhé. Chúng ta chỉ cần hát và chúng ta cắm cái tai nghe này vào chúng ta hát. Ưu điểm của cái phần mềm này là khi chúng ta hát thu âm lại nó rất là trong trẻo, nó không có những cái tiếng ồn. So với các cái phần mềm khác thì cái phần mềm này rất là hay, có cái ưu điểm vượt trội hơn hẳn. Đấy, hát xong chúng ta lưu lại, chúng ta chỉ cần ấn lưu lại để mà khi lưu lại rồi thì nó sẽ nằm ở phần cá nhân này. Phần cá nhân này nó chúng ta chỉ cần vào cá nhân này là nó sẽ ra. Đó, đây là tất cả những cái bài hát mà chúng ta vừa mới hát xong nó sẽ lưu lại ở đây. Đây, ví dụ như cái bài này mình vừa mới hát xong, chúng ta muốn nghe lại chỉ cần ấn vào đây là nghe lại. Và cái bài hát này chúng ta phải lưu lại. Bây giờ chúng ta muốn lưu về thẻ nhớ, chúng ta ấn vào chỗ ba chấm này. Đó. Chúng ta ấn tải về thẻ nhớ. Tải về thẻ nhớ. Chúng ta có thể tải MP3, tải tải MP4. MP4 nó là cái có cả video. Thì chúng ta cứ tải MP4 được. Tải MP4 thì chốc nó mình nhìn nó sẽ dễ hơn. Đó. Xong. Thế là xong cái phần mềm thu âm. Thì bây giờ để ghép cái video này vào thành một cái video hoàn chỉnh thì chúng ta lại phải quay lại. Trước tiên là chúng ta phải quay cái video. Quay video chúng ta đang thể hiện một cái ca khúc nào đấy. Đây, ví dụ như chúng ta thể hiện một ca khúc nào đấy, chúng ta quay lại. Quay lại chúng ta cũng hát y như hát hát nháp thôi. Hát nháp thôi, sau đó chúng ta mới ghép cái bản thu âm nãy vào. Nhưng mà chúng ta phải hát cho khớp. Để mà hát được khớp thì chúng ta cứ bật cái phần mềm Ikara vừa nãy lên. Nếu như chúng ta có hai cái điện thoại thì chúng ta có thể cầm một cái và chúng ta cứ hát theo cũng được. Thế như chúng ta không có hai điện thoại, chúng ta cứ bật cái này lên. Bật này lên hát, mở là nó nghe. Mở là được. Khi chúng ta mở này lên, chúng ta có thể vẫn quay video và nhạc vẫn và
Tiếp theo là cái phần chúng ta sẽ ghép cái video chúng ta vừa mới quay và cái bản thu âm lúc nãy khớp với nhau bằng cái phần mềm KineMaster. Thì chúng ta ai chưa có KineMaster thì chúng ta sẽ tải về. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào KineMaster này. Đó, tiếp theo là ta sẽ chọn và tổng cộng. Ta sẽ chọn tỷ lệ 16:9 các bạn nhé. Tiếp theo ta sẽ ấn đa phương tiện. Sau đó chúng ta sẽ chọn một cái video mà chúng ta quay lúc nãy cảm thấy chúng ta cảm thấy nó đẹp nhất. Ta sẽ ấn vào làm cái video gốc. Đây, một cái video này chẳng hạn. Đó. Ok. Đây là cái video ta quay lúc nãy. Nó rất là khớp rồi tại vì mình quay mình đã hát trực tiếp thì nó rất là khớp rồi. Thế nhưng mà cái tiếng nó không được trong. Bây giờ để ghép cái video lúc nãy khi chúng ta thu âm lại vào cái video này cho tiếng nó trong trẻo, chúng ta sẽ ấn vào lớp, ấn đa phương tiện và vào cái phần download. Download. Đây chúng ta download cái lúc nãy chúng ta vừa download thì nó sẽ là cái phần này. Ok. Bây giờ chúng ta phải căn làm sao cho nó khớp với nhạc. Nhạc với miệng chúng ta hát nó phải khớp với nhau. Đây chúng ta thử nhé. Cái này nó hát trước này thì bây giờ chúng ta phải phải căn làm sao. Thì bây giờ nó như thế này nó không thể lùi lại được. Chúng ta bắt buộc phải thêm một cái video nó vào đoạn 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 đằng trước này. Ta sẽ ấn đa phương tiện này. Ta sẽ thêm bất kỳ một cái video nào. Đó, ok. Sau đó chúng ta sẽ kéo cái này lại. Kéo cái này lại. Cho nó khớp với nhau. Đây chúng ta cảm thấy khớp thì thôi. Hơi lệch một tí, chúng ta căn làm sao cho nó thật chuẩn nhé. Khớp rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tắt cái tiếng của cái video này đi, cái video gốc này đi. Chúng ta ấn vào cái video đó, sau đó chúng ta thấy cái biểu tượng trước loa đây, ta ấn vào, sau đó ta ấn vào đây tắt tiếng, ấn đô V. Ta đã nghe trăm năm gọi buồn. Ok, thế còn cái video này ta sẽ bỏ đi nhé. Bỏ đi thì chúng ta không phải xóa đi, chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại và kéo xuống dưới này, ấn vào chúng ta kéo xuống dưới này. Đây. Kéo xuống là nó mất và nó vẫn giữ lại nhạc. Ok, xong. Trên đường chiều hoa lan đợi nhau. Đó, tiếp theo ta sẽ quay thêm một cái cảnh, ghép thêm một cái cảnh quay khác vào đây nữa. Chúng ta lại ấn vào lớp, ấn đa phương tiện vào video. Ví dụ một cái cảnh quay khác mình sẽ ghép lại. Đây một cái này chúng ta cũng lại phải căn chỉnh làm sao cho nó khớp nhạc nhé. Khi chúng ta cảm thấy khớp rồi chúng ta lại ấn vào cái video này, chúng ta tắt tiếng đi, chúng ta ấn vào biểu tượng loa này, tắt tiếng đi. Ok, năm gọi buồn trên đường chiều. Cái phần này tiếp theo này chúng ta ấn vào video này, chúng ta sẽ cho to hết màn hình ra bằng cách chúng ta ấn vào mấy cái gạch nét đứt ở giữa đây, ấn vào. Tiếp theo ta sẽ cho vào cái hình bên trái này, hình trắng bên trái này. Ok, mà chúng ta có thể cho to nhỏ lên nhé, chúng ta có thể vuốt to lên nhỏ đó. Ở tầm này nhỉ? Tùy chỉnh. Ok. Điều hoa lan đợi. Đấy. Như vậy là xong. Còn video này ví dụ như cái đoạn đầu này chúng ta cảm thấy không hay chúng ta cắt đi. Chúng ta sẽ cắt.
Chúng ta sẽ cắt như thế này nhé, chúng ta ấn vào cái phân chia tại đầu phát này, phân chia tại đầu phát ấn vào đó, sau đó ví dụ cái đoạn đầu này không thích chúng ta bỏ đi, ấn vào và xóa đi. Đấy. Còn ví dụ như cái đoạn này nó cũng không hay chẳng hạn, có thể chúng ta không thể xóa cái này đi được, xóa là nó sẽ mất 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 cái nhạc, mất cái khớp lời đi, thì ta bắt buộc chúng ta phải ghép thêm một cái video khác vào đây. Ví dụ như mình muốn che cái video cái đoạn này đi, chúng ta sẽ ấn vào lớp này, là phương tiện này, ta sẽ chọn một cái video khác chúng ta đè lên, video nào đẹp đẹp chẳng hạn, ví dụ cô gái này đi đó, ta sẽ ấn vào đây, ấn tiếp vào cái hình trắng bên phải này. Ok, muốn nó đến đoạn này thì ta cắt đến đây, cắt ta bỏ phần cuối đi đó. Ok, ví dụ đoạn này cũng thế, nếu như chúng ta thấy nó không hay chúng ta có thể cắt đi, cắt đi hoặc là đè một cái video khác lên đây đấy. Còn ví dụ như đến cái đoạn này nhá, khi nó hát than đấy, ví dụ cái đoạn này nó là cái video này, khi hát xong một câu hát thì ta sẽ chuyển sang cảnh khác. Đấy, ví dụ như đoạn này là hết rồi nhá, hết câu hát thì ta sẽ cắt đi, cũng ấn vào cái kéo này, ấn vào và phân chia tại đầu phát chúng ta cắt đi. Sau đó chúng ta sẽ cắt một cái đoạn khác. Đây, ví dụ nó hết một câu hát thì chúng ta cắt, chúng ta lại cắt lại phân chia tại đầu phát nhé, phân chia tại đầu phát đó nó ra làm 3 đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái đoạn giữa này đi chẳng hạn, cái đoạn này đi đấy, ta xóa đi. Đấy thì khi khi chúng ta đang hát câu này nhé, thì sang khi hát hết câu nó chuyển sang một cái video khác, một cái đoạn khác. Trên đường chiều hoa lan đợi nhau. Nếu như thấy cái đoạn nào nó không hay không đẹp thì ta có thể cắt đi. Đây, ví dụ đoạn này nó không đẹp đi, ví dụ cái đoạn giữa này nó không đẹp, ta sẽ ấn vào để cắt cái đoạn này đi, đoạn này đi, thì ta cũng chỉ ấn vào cái kéo này, phân chia tại đầu phát này, sau đó ta kéo ra đây và tiếp tục phân chia tại đầu phát nữa, sau đó chúng ta vứt cái đoạn giữa này đi, chỉ ấn vào đây và ấn vào xóa này, ấn vào xóa này, xong đấy. Ok, đấy, ví dụ như vậy. Khi đời là bao mơ, thì chúng ta căn chỉnh làm sao cho đẹp, những cái đoạn nào đẹp thì chúng ta sẽ để lại và chúng ta sẽ ghép 2 3 cái video lại với nhau. Và lưu ý là cái Keymaster Pro nó mới hỗ trợ phủ nhiều lớp như vậy nhé, chúng ta tải trên CH Play thì nó không hỗ trợ như vậy đâu. Còn các bạn, nếu các bạn không biết tải, các bạn cứ liên hệ với Zalo của mình sẽ gửi trực tiếp cho các bạn, không cần phải đi đâu tìm tìm kiếm làm gì. Đấy, ví dụ như vậy thì chúng ta lại cũng cắt đi tất cả các video nhé. Đây mình mới làm 2 video thôi, ví dụ là 3 video nó chồng lên đây một cái nữa, đây 4 video này lên một cái nữa, thì chúng ta cứ cắt như vậy. Cái đoạn nào xấu chúng ta bỏ, xấu chúng ta bỏ, nhưng mà chúng ta cắt là chúng ta phải giữ nguyên này chứ không được dịch chuyển video đi nhá. Bây giờ cắt này, cắt này đó, cái này chúng ta xóa đi, ví dụ như vậy. Thì nó đang hát cái đoạn này, ta bước đi lang thang một mình con đường buồn rơi lang. Như vậy khi chúng ta hát hết câu thì chúng ta mới cắt như này nhá, thì nó mới video nó mới chuyên nghiệp được. Xong rồi này đấy, thì còn cái đoạn ví dụ như cái đoạn này nó đang hát như này, nó chuyển sang khi đời, thì chúng ta sẽ ấn vào đây, ấn tiếp vào cái hình tròn này cho nó mờ dần, hoặc là pop hay là bất kỳ một cái hiệu ứng nào chúng ta sẽ cho mờ dần. Đấy, nó chuyển sang cái video khác, nó sẽ từ từ. Ok, nó sẽ từ từ, nó đang như này. Khi đời là bao đấy, thì khi kết thúc cũng vậy, chúng ta ấn vào đây, khi nó hết cái đoạn này thì chúng ta cũng ấn như vậy, nhưng mà chúng ta phải ấn vào cái hình tròn bên phải, tròn bên phải này, và chúng ta cũng cho mở dần và tốc độ mở dần đây đó, để khi mà nó hết cái video này. Nhớ năm học cho sống xưa gọi đó, thế cứ như vậy thôi.
chúng ta có thể ghép vài cái video lại với nhau. Thế còn để mà tạo cái tiêu đề của bài hát, tên bài hát, người sáng tác hoặc người trình bày, chúng ta cũng ấn vào đây, lớp này, văn bản này, thì chúng ta sẽ viết tên của bài hát. Ví dụ bài hát này là Trên những niềm đau đi. Đây, Trên những niềm đau như vậy. Ok, ta sẽ ấn vào đây để chọn cái màu chữ cho cái chữ này. Ấn vào cái hình tròn này nhé. Rồi ta kéo đây, chọn chữ, kiểu màu chữ. Tiếp theo chọn kiểu chữ, ấn vào hai chữ A này. Đây thì nó có rất nhiều kiểu chữ, thì ta sẽ chọn cái kiểu chữ nào đẹp nhất. Ví dụ cái kiểu này đi. Ta kéo to ra. Đó, ok. Ta có thể kéo cái này nó đến cái đoạn nào cũng được. Muốn nó chạy đến cái đoạn nào của video cũng được. Ok. Đấy, ví dụ như vậy. Tiếp theo ta sẽ viết người sáng tác, xong người trình bày. Ví dụ sáng tác, sáng tác là ai đấy, người ta viết tên vào. Ok. Đấy, ta kéo đây, làm cho nó chuyên nghiệp. Thế còn cái này cũng vậy nhé. Chúng ta muốn cái kiểu chữ nó xuất hiện như thế nào và kết thúc như thế nào, thì chúng ta cũng ấn vào cái mấy cái hình tròn bên 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 trên này. Ta ấn trước tiên, ấn vào hình tròn bên trái này, cái hình tròn này mở dần chẳng hạn, đó, tốc độ này. Đó. Và tiếp theo nó kết thúc khi nó mất đi nó như thế nào, ví dụ như là nó quay theo kim kim đồng hồ này chẳng hạn. Ok. Đấy. Khi nó bắt đầu là nó mở dần này, sau đó nó kết thúc là nó sẽ quay theo kim đồng hồ này. Đấy, ví dụ như vậy. Người sáng tác, người trình bày, đấy, như vậy là xong. Đấy, chúng ta sẽ quay làm mấy cảnh liền, sau đó chúng ta sẽ ghép vào. Đấy, còn cái phần phần hiệu ứng thì chúng ta muốn thêm cái hiệu ứng nào vào đấy cũng được. Ví dụ như cái này nó có một số cái hiệu ứng tại sẵn, ví dụ la rơi. Ok. Ví dụ la rơi thì ta sẽ kéo to ra. Con đường buồn rơi lá mùa thu. Thì chúng ta sẽ căn chỉnh làm sao cho nó đúng khớp với những cái hiệu ứng đấy. Xong, chỉ như vậy là ta sẽ lưu lại được một cái video. Ok. Như vậy là xong. Để lưu cái video này lại, ta sẽ ấn vào cái chỗ chia sẻ đây. Ấn vào. Sau đó chúng ta chọn cái độ phân giải cho cái video. Nếu như 4K thì rất là nét, QHD cũng là được. Nhưng những cái rất nét này nó sẽ chiếm nhiều cái dung lượng và sẽ tốn thời gian khi chúng ta xuất. Bình thường mình sẽ chỉ cần xuất 1080 là được. Đấy, ok. Sau đó chúng ta ấn export này và lưu lại. Chỉ như vậy thôi là xong. Và như vậy là đã tạo được một cái video MV do chính mình thể hiện, chỉ bằng một chiếc điện thoại và một chiếc tai nghe. Đó, tai nghe cùi bắp, tai nghe rất là đơn giản nhé, như vậy thôi. Đấy, video hướng dẫn làm cái MV ca nhạc trên điện thoại của mình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn sẽ có được những cái video MV ca nhạc thật là hay. Đó. Và có khi lại sớm thành người nổi tiếng các bạn nhé, chúc các bạn thành công.